Netizen lan truyền thiệp cưới mang tên Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc, chuyện gì đây? Nhiều người hoang mang bất ngờ trước tấm thiệp cưới được cho là của Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc. Mới đây, cộng đồng mạng bỗng xôn xao truyền tay nhau tấm ảnh thiệp cưới với tên cô dâu chú rể là Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy. Tấm thiệp được thiết kế đơn giản, chỉnh chu và bên trong thiệp mời còn ghi rõ thời gian và địa điểm diễn ra lễ cưới đình đám VIP là vào tận một năm sau, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Chưa kể, người hâm mộ còn đồng loạt chia sẻ hình ảnh cô dâu chú rể của Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc, khiến nhiều người hoang mang bất ngờ. Không biết thực hư thông tin này như thế nào, bởi trước đây cặp đôi này từng chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là một sản phẩm Photoshop từ cộng đồng người hâm mộ. Vì quá yêu mến và đẩy thuyền cặp đôi Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc, nên các fan mới chiêu trò tạo ra tấm hình cưới và khung ảnh cưới như thật, như mong muốn cặp đôi trở thành vợ chồng ngoài đời thực. Trong làng giải trí, không ít những cặp đôi trai tài gái sắc được cư dân mạng đẩy thuyền nhiệt tình, dù họ chưa từng xác nhận mối quan hệ. Trong số đó, phải kể đến Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc. Cặp đôi thường xuyên có những màn kết hợp trên mức ăn ý ở các chương trình giải trí và sự kiện. Không chỉ trong công việc, Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc khá thân thiết ngoài cuộc sống. Xét về ngoại hình, tài năng, tính cách và độ nổi tiếng, cả hai được cho là rất xứng đôi. Do đó, trên mạng xã hội đã từng xuất hiện rất nhiều nhóm hội đẩy thuyền, mong cả hai nghệ sĩ sớm trở thành đôi. Bên cạnh hội đẩy thuyền, mong họ sớm thành đôi, thì cũng không ít ý kiến cho rằng, cũng vì quá thân thiết, nên Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc vẫn đối đãi với nhau theo kiểu tình bạn và quá hiểu tính cách nên không thể yêu đương. Trước đó, khi nói về chuyện được fan đẩy thuyền cùng Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc cũng đã nhiều lần bác bỏ và khẳng định chỉ là anh em thân thiết. Chuyện tình cảm của Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy cũng là chủ đề đã được công chúng chú ý, quan tâm. Trong khi Lan Ngọc vẫn giấu kín mối quan hệ hiện tại hậu tin đồn chia tay chi dân, thì Ngô Kiến Huy đang vướng nghi ngờ hẹn hò với hot girl Uyên Andy.